ở trên này rồi và chúng ta có cái phần tổng quan tài liệu ở phía dưới này đúng không viết rất là chuyên nghiệp như là một chuyên gia luôn đấy và chúng ta thấy là đây bây giờ tôi lại quay trở về <laughs> Xin chào bạn, có phải là bạn đang bối rối vì không biết làm cách nào có thể tìm kiếm được tài liệu và sau đó thì có thể viết được cái tổng quan nghiên cứu dựa trên những cái uh, tài liệu mà các bạn tìm thấy đúng không? Thế thì bạn đang đến đúng cái video rồi đấy Thế thì trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng những cái công cụ vô cùng tuyệt vời Để giải quyết cái vấn đề là tìm kiếm tài liệu Và sau đó thì có thể thậm chí có thể tự động viết ra được cái phần tổng quan nghiên cứu vô cùng chuyên nghiệp Thế thì trước khi vào cái bài học này thì nhớ đăng ký kênh youtube của tôi nhé Nhớ like và nhớ share cái video này để cho nhiều người có thể biết được cách làm giống như bạn ngay sau đây Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé cái công cụ đầu tiên đó là cái công cụ có tên là Paper Digest Tôi sẽ để cái đường link để các bạn có thể truy cập được vào cái trang web này ở trên màn hình nhá Và khi mà chúng ta vào cái trang web này ở ngay phía ngoài chúng ta sẽ nhìn thấy nó có hai cái tính năng ở đây Literature Review và cái thứ hai là Text Rewriter Thế thì chúng ta sẽ trong cái bài học này thì chúng ta sẽ chủ yếu sử dụng cái Literature Review để cho nó có thể tìm kiếm và nó tổng quan tài liệu cho chúng ta Thế còn cái phần Text rewriter thì các bạn có thể tìm hiểu thêm tức là cái tính năng này nó giúp cho các bạn có thể viết lại chúng ta viết sau đó chúng ta viết lại cái nội dung đó để làm sao cho nó tránh cái trường hợp là đạo văn ấy một số bạn là muốn sử dụng những cái, tề, những cái những cái những cái câu văn của những người khác đấy thì cái này nó sẽ giúp cho các bạn cái điều đấy nhưng mà nhớ là gì thận trọng khi mà sử dụng nó nhé bởi vì dù sao nó vẫn là máy tính nên là chúng ta phải thận trọng bởi vì là đôi khi nó vẫn có thể vẫn vướng mắc đạo văn mặc dù là máy tính nó đã viết lại cho các bạn rồi và đấy là tôi giới thiệu thêm để cho các bạn hiểu Thế thì cái trang web này chúng ta hoàn toàn có thể đăng ký một cái tài khoản ở trên này Đăng ký tài khoản trên này nhưng mà Hiện nay thì tôi thấy là cũng không cần thiết phải đăng ký tài khoản mà chúng ta vẫn có thể tìm kiếm được ở trên này Chúng ta kích vào cái phần Literature Review nhé, kích vào đây một cái này Đấy. Thế thì nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái trang Và lúc này nó sẽ có cái ô tìm kiếm ở phía trên này Ô tìm kiếm ở trên này Và ở đây nó có cái phần là area tức là cái phần mà cái cái nội dung mà chúng ta muốn tìm kiếm nó thuộc lĩnh vực nào. Đấy thì các bạn sẽ cần phải lựa chọn cái lĩnh vực. Ở trong này nó có rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau, không chỉ ngành y mà các ngành ngành khác thì các bạn đều có thể vận dụng được nó. Và sau đó thì các bạn đưa cái từ khóa vào đây. Đấy và các bạn sẽ nhìn thấy ở đây này. Nhìn thấy ở đây này nó có các cái uh, có các cái cái cách mà chúng ta nó có các cái bộ lọc để giúp cho các bạn có thể tìm ra được đúng cái nội dung mà chúng ta quan tâm Thứ nhất là paper thì chúng ta sẽ chọn là paper rồi tức là các cái bài báo này Hoặc là chúng ta có thể tìm theo các bằng phát minh này Hoặc là các cái thử nghiệm lâm sàng tức là chúng ta chỉ tìm kiếm ở trong các cái thử nghiệm lâm sàng thôi Giả sử như là các cái nghiên cứu của các bạn là về thử nghiệm lâm sàng Thì rõ ràng là chúng ta sẽ cần phải tham khảo những cái thử nghiệm lâm sàng là chính đúng không Đấy, thế còn nếu mà chúng ta chọn paper thì nó sẽ bao gồm cả những cái khác nữa Cả những cái nghiên cứu quan sát nữa Đấy, và nó sẽ bao gồm cả các thử nghiệm lâm sàng rồi thì expert tức là là chuyên gia ở bên này nó có cái rất là hay hay ho nữa là như thế này này là các bạn có thể tìm theo uh, theo năm này đấy, năm năm trước này past year là cái năm trước này Đấy, rồi thì là past five year tức là trong vòng 5 năm đấy trong vòng 5 năm thế còn anytime tức là bất kỳ thời gian nào Thế thì tôi giới thiệu như vậy để cho các bạn có thể vận dụng nó nhé Ngoài ra ở phía dưới này nó còn có thêm các cái tính năng khác nữa Ví dụ như là Tech AI rồi Business AI thì chúng ta có thể kích vào đây để chúng ta sang cái phần tìm kiếm cái nội dung đấy Giả sử như là bây giờ tôi muốn tìm kiếm về trong ngành y của tôi nhé Và tôi muốn tìm hiểu xem là cái biến chứng đối với lại những cái trường hợp bệnh nhân đái tháo đường thì nó sẽ như nào Thế thì tôi muốn tổng quan tài liệu về vấn đề đấy Thì đấy là ví dụ thôi Thế còn các bạn có thể ứng dụng các cái nội dung của các bạn nhé Complete complication and ví dụ như vậy nhé thì tôi sẽ kích vào đây tôi search một cái tôi để là any nhé kích vào đây một cái này đấy để chúng ta chờ một lúc đấy và điều tuyệt vời nó sẽ xảy ra cho chúng ta thứ nhất là nó sẽ tìm cho các bạn những cái bài báo liên quan nó tìm được 11 bài báo liên quan và có một cái hay ho vô cùng tuyệt vời đó là nó sẽ viết cái phần tổng quan tài liệu dựa trên những cái mà nó tìm thấy ở trên này đúng không các bạn thấy tuyệt vời không tức là chúng ta trong vòng nháy mắt, trong vòng vài giây thôi là nó tìm cho chúng ta những cái bài báo liên quan nhất và sau đó nó viết lại cho chúng ta các cái nội dung ở đây. Thế thì ở đây chúng ta thấy là nó viết bằng tiếng Anh nhưng mà các bạn không quá lo lắng cái chuyện này. Tôi đã dạy các bạn cái cách mà các bạn có thể dịch được cả trang web này từ tiếng Anh sang tiếng Việt rồi và từ Việt sang tiếng Anh rồi. Nên là chúng ta không phải lo nếu mà bạn nào chưa biết thì có thể xem lại ở trong kênh YouTube của tôi nhé. Đấy, và chúng ta sẽ kích hoạt được cái tính năng này lên này, kích tiếng Việt lên một cái này, đúng không? Đấy, thế thì có phải là Lúc này chúng ta đã có cái phần mà tổng quan tài liệu dựa trên những cái bài báo và những bài báo vô cùng tuyệt vời ở trên này rồi Và chúng ta có cái phần tổng quan tài liệu ở phía dưới này đúng không viết rất là chuyên nghiệp như là một chuyên gia luôn Đấy và chúng ta thấy là đây bây giờ tôi lại quay trở về tiếng Anh nhé Tiếng Anh thì chúng ta thấy ở đây này Đấy Thế thì thậm chí nó lấy ở những cái bài báo nó lựa chọn bài báo và nó nó để chữ IF đây này tức là là cái cái chỉ số impact factor đấy 3 này 8 này đấy, là rất là cao những cái những cái những cái bài báo ở trên cái tạp chí này là những tạp chí rất là tốt đấy. thì đấy là đấy là cái thứ nhất và thậm chí là ở đây các bạn có thể chọn các bạn kích là past five year 5 năm nhé mình kích vào 5 năm này mở ra một cái này cho to ra này 5 năm đấy Thế thì nó sẽ tìm cho chúng ta những bài báo trong vòng 5 năm sau đó thì nó viết cái phần tổng quan xuống phía dưới này cho các bạn đấy chỉ trong nháy mắt thôi là nó trong vòng vài giây thôi là nó đã ra được cái phần tổng quan này cho các bạn rồi đó đấy là cái trang web thứ nhất nhá trang web thứ nhất mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là cái trang gọi là paper digest tiếp theo này trang thứ hai này đó là trang size Space. thế thì cái này tôi đã có một số video hướng dẫn các bạn rồi các bạn có thể sử dụng nó bằng cách là không cần đăng ký hoặc là các bạn có thể đăng ký một cái tài khoản ở trên này thế thì khi đăng ký tài khoản thì nó sẽ cái tính năng của nó nó sẽ mở rộng hơn một chút và trong này nó cũng cũng có rất là nhiều thứ và trong đó cái thứ mà liên quan đến cái việc tổng quan tìm kiếm và tổng quan tài liệu của nó cũng vô cùng tốt vô cùng tuyệt vời và cũng hoàn toàn miễn phí thế thì các bạn có thể tương tự nhé các bạn có thể tìm là này, khi mà chúng ta kích vào đây một cái này, này cái này nó có cái hay nữa là gì chúng ta kích vào đây một cái này ở phía dưới này này Đấy, giả sử như là những cái thứ mà mà mình vừa tìm kiếm thì nó sẽ để ở trên này thế còn nếu mà những cái thứ mà khác chẳng hạn thì nó có rất là nhiều các câu hỏi nghiên cứu rất là hay mà nó giới thiệu ở, ở dưới này nó gợi ý cho mình ở dưới này tức là nó gợi ý cho mình những cái câu hỏi để mình có thể hỏi nó đấy thế thì ở phía dưới này nhá chúng ta có thể kích vào đây là nó có thể tìm được còn không chúng ta có thể tìm theo cái từ khóa của mình tương tự như là cái bài đúng đấy nhá complication này and BT này Đấy. và khi mình đưa vào như thế này nhé thì thậm chí nó lại còn cho cái phần câu hỏi ở phía dưới này Đấy, tức là gì nó giúp cho mình khư trú hơn cái nội dung tìm kiếm của mình thế còn nếu mà giả sử như là mình đã chắc chắn với cái nội dung tìm kiếm của mình rồi thì mình cứ enter thôi Thế còn không nhé thì các bạn có thể suy nghĩ lại xem là những cái câu ở phía dưới này này Đấy, những cái nội dung ở phía dưới này này, nó có phù hợp hay hơn hay không thì các bạn kích vào đây để bạn có thể tìm kiếm những cái nội dung mà nó nó cư trú hơn. Để giả sử như tôi enter một cái này, Đấy. thế thì lúc này nó sẽ trong vòng vài giây thôi là nó sẽ tìm cho tôi những bài báo liên quan đến cái nội dung mà tôi quan tâm. Đấy. Ở đây nó nó cho chúng ta 10 cái bài báo này. Thậm chí chúng ta kích vào đây thì nó sẽ cho thêm nhé, nó sẽ tìm tiếp tục nó tìm kiếm thêm và tất nhiên là cái công cụ trí tuệ nhân tạo này thì nó vô cùng là tuyệt vời bởi vì là nó sẽ phân tích để nó tìm ra những cái thứ tốt nhất, đúng không? tốt nhất liên quan đến cái nội dung nghiên cứu của chúng ta. Rồi và ở đây thì chúng ta thấy là gì? Là nó sẽ nó sẽ viết cái phần tổng quan cho năm cái bài báo hàng đầu liên quan đến cái lĩnh vực mà chúng ta tìm kiếm. Ở chỗ này nó bằng tiếng Anh. Thế nhưng mà các bạn cũng có thể dịch nó ra, dịch cả trang web này ra bằng Google hoặc là ở phía trên này này chúng ta nhìn thấy có cái có cái có cái English ở đây này đúng không đấy. thì chúng ta có thể chuyển nó sang ngôn ngữ khác đấy, chúng ta chuyển sang bất kỳ ngôn ngữ nào cũng được đấy. còn ở đây chúng ta đều là người Việt thì chúng ta sẽ chuyển sang sang tiếng Việt nhé sang tiếng Việt này đấy thế thì toàn bộ cái trang này cả cái phần tổng quan ở trên này nó viết sẵn cho mình đấy. đấy thì nó sẽ chuyển sang tiếng Việt mà nó dịch thì tôi cảm giác là nó dịch tương đối là chuẩn đấy tương đối là tốt và hầu như là các bạn có thể sử dụng được. Tuy nhiên trong này chỉ có lưu ý với các bạn các bạn một chút đó là đôi khi một số các cái từ chuyên môn ấy thì có thể nó sẽ dịch nó nó không chưa được chuẩn xác lắm. Thì chúng ta lúc đấy chúng ta hiệu chỉnh bằng tay thôi, đúng không? Và cái này thì tôi cũng đã giới thiệu ở trong các video khác rồi, các bạn có thể xem thêm nhé. Như chúng ta thấy là ở phía bên cạnh này này nó có thêm một số các cái một số các cái, cái, cái lựa chọn mà chúng ta có thể kích vào đây để chúng ta thêm các cái nội dung để cho để cho cái con trí tuệ nhân tạo này nó sẽ đọc các cái nội dung đấy và nó cho chúng ta các cái kết quả ví dụ như chúng ta muốn tìm hiểu về về các cái kết quả này hoặc là cái phương pháp mà nó sử dụng này rồi thì các cái giới hạn các cái hạn chế của nghiên cứu này để mình sẽ kích để mình đưa vào thêm ở đây nhé giả sử như là kết quả kích vào đây một cái này thì nó thêm một cái cột ở đây nữa đúng không và nếu mà giả sử như các bạn muốn hiểu sâu hơn về từng bài báo này thì các bạn sẽ kích vào bài báo này đúng không đấy thì đấy là cái cách để mà các bạn có thể mở rộng thêm cái cái hiểu biết về cái công cụ trí tuệ nhân tạo này thế còn cái mà tôi đang giới thiệu với các bạn chính ở đây đó là gì là cái hay ho nhất nó ở trên này này đúng không cái phần tổng quan tài liệu đúng không tổng quan tài liệu đấy. như vậy là chúng ta đã đã biết cách đối với lại cái công cụ trí tuệ nhân tạo thứ hai này rồi nhá bây giờ chúng ta sang cái thứ ba này cái thứ ba là cái con elicit elicit thì cái cái này tôi cũng đã có cái video hướng dẫn rồi đấy mấy video hướng dẫn rồi và cái elicit này thì chúng ta sẽ cần phải đăng ký nhé đăng ký nhưng mà cái việc đăng ký của nó thì vô cùng đơn giản, đấy, chúng ta chỉ cần kích vào sign up này không hoặc thậm chí các bạn kích luôn vào login, kích vào login cái thì nó sẽ hỏi là các bạn có muốn login bằng Google hay không. Thế thì chúng ta hầu hết chúng ta đều có tài khoản Google rồi, thì các bạn kích vào login với Google. Thế thì sau đấy thì nó sẽ hỏi các bạn là sử dụng cái tài khoản Google nào và sau đó các bạn chọn cái tài khoản Google cái là nó vào trong này rồi và sau đó thì các bạn có thể để tìm kiếm chúng ta đưa cái nội dung tìm kiếm của chúng ta vào đây để cho nó có thể tìm ra các cái các cái bài báo liên quan và nó cũng gợi ý cho các bạn một số các cái câu hỏi kiểu kiểu ở phía dưới này giả sử như là tôi tìm kiếm một số các vấn đề liên quan đến mental health chẳng hạn Đấy. thì ở phía dưới này này các bạn sẽ nhìn thấy nó có chữ brainstorm này brainstorm mình kích vào đây một cái này này. Thì nó sẽ có các cái gợi ý liên quan đến cái nội dung mà chúng ta muốn tìm kiếm Và sau đó giả sử như chúng ta muốn tìm kiếm về cái vấn đề này chẳng hạn mình kích vào đây Đấy, Thì sau đó thì nó sẽ tìm ra những cái bài báo liên quan nhất đến cái nội dung cái nghiên cứu của chúng ta Và nếu như bạn để ý đấy, thì ở bên cạnh này này nó có cái phần là Summary of Top 4 Paper Đấy thì nó cũng có cái phần viết tổng quan ở phía bên cạnh này cho các bạn này Đấy thì cái con Elicit này nó cũng giúp cho các bạn việc đó vừa tìm kiếm tài liệu vừa viết tổng quan cho các bạn và giả sử như chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn về từng cái nội dung này thì các bạn có thể kích vào đây hoặc là kích vào từng cái bài báo này nhé hoặc là các bạn thấy ở phía bên này này mình có thể đưa thêm các cái thông tin giả sử như là mình muốn hỏi nó về outcome measure mình kích vào đây một cái đấy thì nó sẽ thêm một cái cột ở bên này đấy và mình biết được là trong cái bài báo đấy thì cái biến outcome chính là gì và cách đo lường như nào ở đây bằng tiếng Anh thì các bạn có thể dịch ra toàn bộ trang web này từ tiếng Anh ra tiếng Việt bằng cách là kích vào phía trên này đúng không? Đấy. Cái này tôi đã nhắc lại một lần nữa, nếu mà bạn nào, bạn nào chưa biết thì nhớ vào trong kênh YouTube của tôi chọn tìm cái video này là các bạn có thể đánh là dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, dịch trang web từ tiếng Anh sang tiếng Việt xong thêm chữ Vũ Duy Kiên vào. Đấy là các bạn có thể tìm thấy cái video đó để các bạn có cái kỹ năng này. Vô cùng là đơn giản. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong với lại cái công cụ trí tuệ nhân tạo số 3 là elicit vậy là chúng ta đã có ba cái công cụ trí tuệ nhân tạo mà vừa giúp cho chúng ta có thể tìm kiếm tài liệu này và sau đó thì nó có cái phần tổng quan nó tự động viết ra phần tổng quan vô cùng nhanh chóng bây giờ chúng ta sang đến ba cái công cụ trí tuệ nhân tạo tiếp theo và ba cái công cụ trí tuệ nhân tạo này thì nó sẽ không giúp cho các bạn viết cái phần đó nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn trực quan về cái mối liên kết của cái vấn đề nghiên cứu của các bạn với những cái bài báo khác nhau. Đấy, thì cái tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là cái công cụ trí tuệ tuệ nhân tạo có tên là Connected Paper. Thế thì vì sao tôi lại giới thiệu cái này? Có phải là khi mà các bạn muốn làm nghiên cứu thì các bạn sẽ cần phải tìm ra các bài báo. Và khi mà tìm ra các bài báo rồi thì chúng ta sẽ cần phải đọc và sau đó chúng ta tìm những tiếp tục tìm những cái bài báo liên quan thế thì cái công cụ trí tuệ nhân tạo này ngoài cái việc nó tìm ra cái nội dung, cái bài báo mà liên quan đến cái thứ mà chúng ta cần tìm thì nó lại giúp cho các bạn là liên kết những cái nội dung đó với những cái những cái bài báo khác và nó còn đánh giá nó tính điểm xem là cái độ giống nhau hay là cái độ liên quan nó mức độ như nào rồi nó cho chúng ta cái cái nhìn trực quan đấy thì cái Connected paper này thì tôi cũng đã có video hướng dẫn rồi và ở đây thì chúng ta đối với lại cái cái công cụ này thì các bạn cũng không cần phải đăng ký tài khoản mà đơn giản là gì là các bạn chỉ cần chỉ cần truy cập vào sau đó các bạn mới tìm để đưa cái từ khóa và tìm kiếm ở đây luôn bây giờ giả sử như là tôi tìm kiếm nhé tìm kiếm về một cái chủ đề gì đó ví dụ như là ở đây nó cho phép các bạn đưa từ khóa này hoặc là đưa tiêu đề bài báo này đưa số đoi hoặc là đưa những cái uh, uh, những cái định danh khác ở đây thì nó có thể tìm được cái giả sử như tiếp tục nhé tôi tìm kiếm về uh, về Uh, Complication Ví dụ như vậy nhé Các bạn có thể tìm kiếm về bất kỳ cái gì cũng được đấy. Thì sau đó thì nó sẽ tìm ra một loạt các bài báo Và khi nó tìm ra một loạt bài báo này Thì chúng ta sẽ kích vào một bài báo Để chúng ta tìm hiểu xem là cái bài báo đấy Nó liên quan đến những cái bài báo khác như thế nào Và khi nó hiện ra như thế này Thì chúng ta sẽ thấy ở đây này nó có cái phần giải thích nhé giải thích về cái về cái mô hình này về cái 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 mạng lưới này đúng không thì cái bài báo này chúng ta tìm đấy nó chính là cái bài này và cái bài này thì nó có mối liên kết liên quan đến những cái này như thế nào và chúng ta thấy là gì nếu mà cái ô này này nó càng to thì có nghĩa là có nhiều các cái trích dẫn đến với cái bài báo đấy và hai nữa là nếu mà nó càng đậm thì là những bài báo đó càng mới các bạn có thể kích vào cái x này nhé chúng ta có thể đưa con trỏ chuột vào phía bên cạnh này thì ở phía bên này nó sẽ hiện ra là cái tóm tắt về cái bài báo liên quan đến cái bài báo của các bạn. các bạn có thể kích vào cái expand này này để mở rộng nó ra và ở phía cuối này này thì chúng ta sẽ nhìn thấy có chữ là similarity to origin tức là nó sẽ tính điểm đấy như tôi nói tôi đã nói là nó sẽ tính điểm để cho chúng ta biết được là những cái bài báo này nó có mối liên quan giống với lại cái cái bài báo gốc đấy nó như thế nào còn ngoài ra thì đây là năm xuất bản này các thứ này cái này là cái số lượt trích dẫn này và cái này là cái tài liệu tham khảo của nó thế thì cái số lượt trích dẫn này nó cũng quan trọng nếu mà giả sử như là những cái bài báo mà có nhiều trích dẫn thì rõ ràng là gì là cái bài báo đấy có thể chất lượng sẽ cao đấy, mình kích vào đây cái thì mình có thể sort lại đối với chất lượng trích dẫn rồi thì đấy là đối với lại cái công cụ là COnnected paper nhé tiếp theo này tiếp theo là các bạn có thể sử dụng cái công cụ có tên là Research rabbit thế thì cái công cụ này thì các bạn sẽ bắt buộc phải đăng ký tài khoản thế nhưng mà tôi như tôi đã nói rồi đấy thì đăng ký tài khoản nó cũng dễ các bạn có thể kích vào sign up một cái và sau đó thì các bạn sử dụng chính cái google của các bạn để đăng ký thôi rồi các bạn kích vào sign up một cái và sau đó thì các bạn ra được cái màn hình này và sau đó thì các bạn đăng ký thôi submit rất là đơn giản thì tôi không hướng dẫn cái này nữa các bạn tự làm nhé tự làm và tôi đã đăng ký rồi và bây giờ tôi sẽ chỉ cần là đưa cái username và cái password vào đây và tôi kích login và sau đây thì tôi sẽ mô tả cho các bạn cách mà các bạn làm nó như thế nào thế thì ở đây khi mà tôi đã cho một cái bài báo vào đây rồi này đấy tôi kích vào đây một cái này thì nó sẽ hiện ra là cái bài báo này này và nó sẽ hiện ra những cái ô bên cạnh này và ô bên cạnh này thì nó sẽ có các cái chức năng ví dụ như là các bạn có thể là bỏ bớt rồi thêm các thứ vào này và cái mà chúng ta quan tâm đó là gì chúng ta nhìn thấy có chữ similar similar work này này đấy mình kích vào đây một cái này đấy thì có phải là khi mà các bạn tìm kiếm tài liệu thì các bạn muốn tìm những cái liên quan đúng không tìm những cái liên quan thì mình kích vào đây cái thì nó sẽ cho chúng ta những cái bài báo liên quan nó hiện ra đây này đúng không rất là nhanh chóng và hai nữa là nó tạo ra cái cái mô hình những cái cái gọi là cái mạng lưới này mạng lưới để nó thể hiện cái mối liên quan và tiếp tục chúng ta có thể đào sâu đào sâu vào thế thì để mà bắt đầu thì các bạn sẽ kích là app paper kích app paper lên cái này sau đó các bạn có thể đưa cái đưa cái số doi đưa cái số pmid của cái bài báo đấy hoặc là đơn giản đưa cái Keyword thôi giả sử như các bạn muốn tìm kiếm về lại bắt đầu giống như là lúc nãy tôi làm nhé, complication này and I, ví dụ như vậy nhé chúng ta enter một cái để chúng ta thử xem nó có tìm thấy không và nó sẽ hỏi các bạn là tìm ở trên lĩnh vực nào tìm ở đâu tìm ở trên cinematic hay là tìm ở trên trên PubMed Đấy. mình kích vào đây một cái này thì nó sẽ tìm các bài báo liên quan đến cái nội dung đó sau đó thì chúng ta ép nó vào trong hệ thống này và sau đó thì mình lại tiếp tục mình yêu cầu nó mở rộng cái việc tìm kiếm Đấy, giả sử như là các bạn thích cái bài báo nào thích bài báo này nhé mình ép này Đấy. rồi các bạn có thể ép nhiều cái nhá ép tức là mình mình đưa vào trong này đấy đấy thì cái bài báo mà chúng ta vừa ép nó có chính là cái bài này Đấy. và bây giờ khi mà chúng ta tìm đến cái bài này xong rồi thì các bạn sẽ kích là similar work đấy. thì nó sẽ tìm cho các bạn những bài báo liên quan hoặc là các bạn có thể muốn là nó hiện những cái reference tức là những cái tài liệu tham khảo đấy mình kích vào đây nếu nó sẽ hiện lên đấy, hiện lên đấy, hiện lên các cái tài liệu tham khảo của cái bài báo này rồi thì các bạn có thể Eh, liên quan đến cái việc là tìm kiếm xem là các cái uh, tác giả các tác giả liên quan đúng không? tác giả có những cái nội dung liên quan chẳng hạn eh, rồi thì uh, đấy các bạn có thể kích uh, vào đây để mình mình biết xem là nó có những cái gì đúng không on citation này đấy, bài báo này có rất nhiều có rất là nhiều các cái bài mà nó trích dẫn đến bài báo này đến 1826 bài đúng không? rất là nhiều thế thì mình có thể tìm xem là những bài báo nào nó trích dẫn đến bài báo này đúng không đấy là cái công cụ research rapid tiếp theo này và cái công cụ này là sẽ là cái công cụ cuối cùng trong cái video này và nó cũng giúp cho các bạn có cái cái nhìn trực quan đó là cái công cụ có tên là lead map nhé công cụ có tên là lead map thì với công cụ này thì bạn cũng có thể đăng ký tài khoản hoặc không các bạn có thể sử dụng chính cái tìm kiếm ở đây luôn đấy thế thì giả sử như là các bạn có thể tiếp tục này chúng ta đánh này complication And I... đấy. Thì chúng ta cũng có thể tìm kiếm và nó sẽ tìm kiếm cho chúng ta những cái bài báo liên quan Và sau đó chúng ta chọn vào một bài báo liên quan Và sau đó thì từ đó đấy là cái gốc Và nó sẽ tiếp tục nó tìm ra những cái bài báo mà nó liên quan đến cái nội dung mà chúng ta vừa mới tìm kiếm đấy Thế thì đây là cái phần mà gọi là sơ bộ này Các bạn có thể kích vào Discovery More Related Oracle Kích vào đây một cái này thì nó sẽ mở rộng ra thế nhưng mà ở đây thì là nó sẽ cần các bạn cần phải nâng cấp thế còn không thì nó chỉ cho các bạn cái phần gọi là gì cơ bản nhất này thôi rồi hy vọng là cho đến đây bạn đã có những cái công cụ tuyệt vời nhất để giúp cho các bạn có thể tìm kiếm tài liệu này có thể trực quan tài liệu này và đặc biệt là đã giúp các bạn có thể phần nào giải quyết được cái vấn đề là viết cái phần tổng quan tài liệu Tôi sẽ dừng cái video này ở đây, hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi nhé, nhớ like và nhớ share cái video này để cho nhiều người biết được cái kỹ năng này để cho cái, các cái công việc liên quan đến nghiên cứu trở nên đơn giản hơn và hiệu quả hơn. Nếu mà bạn có câu hỏi gì thì có thể để lại trong phần comment ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi